Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của tạp chí Hi-Fi TV. Khi nhắc đến loa kèn, chúng ta thường nhớ đến những cặp loa mang thương hiệu Klipps hay Antec Lansing. Những cặp loa này thường được biết đến với những ưu điểm như độ nhạy cao, có khả năng phối ghép tốt với những âm ly đèn có công suất nhỏ cùng với chất âm khá đặc trưng mang độ động cao. Tuy nhiên, nhược điểm của thiết kế này cũng không ít. Đầu tiên, chúng ta cần kể đến một họng kèn tốt có thể cần đến một kích thước khá lớn. Thứ hai là hiện tượng lên màu, tức là méo tiếng thường xuất hiện ở họng kèn, có thể dẫn đến hiện tượng mệt mỏi khi nghe lầu. Tuy nhiên, có một người không hoàn toàn đồng ý với nhận định thứ hai, đó là Emilio Scrambri, người sáng lập thương hiệu Viva Audio. Ông cho rằng họng kèn chỉ có một tác dụng duy nhất là khuếch đại hiệu ứng âm thanh của những tồn đọng vốn chưa xử lý được trong quá trình thiết kế loa. Masterhorn, Credenza và cuối cùng là Nuda chính là những cặp loa của Viva Audio, chứng minh rằng những cặp loa kèn tốt với thiết kế hiện đại sẽ loại bỏ đến những nhược điểm các audiophile cho rằng thường xuất hiện ở loa kèn. Nuda là một trong ba hệ thống loa kèn của thương hiệu âm thanh ý Viva Audio, chính thức xuất hiện tại Munich High End Show 2016. Với kinh nghiệm từ Masterhorn, các kỹ sư đã phát triển một phiên bản nhỏ hơn, phù hợp với các phòng nghe thông thường với kích thước vừa phải. Màn kết cấu có phần đơn giản hơn, Nuda vẫn kế thừa chất âm ấn tượng mà người nghe có thể trải nghiệm được từ cặp loa đồ sộ Masterhorn với giá thành cao hơn nhiều. Cũng giống như các sản phẩm khác do Viva Audio thiết kế, Nuda sở hữu ngoại hình khá ấn tượng, đẹp và xứng đáng có mặt trong bất cứ gian phòng sang trọng nào. Nếu như đối với Credenza, Viva Audio thường đưa ra hai lựa chọn, hoặc đóng thành đồ nội thất theo yêu cầu của khách hàng, hoặc gửi loa theo đúng module rời để khách hàng có thể tự do thiết kế theo ý muốn của mình, thì Nuda lại là loa trái phải thông thường. Bên cạnh đó, lựa chọn màu sắc rất đa dạng, phù hợp với mọi không gian phòng nghe cũng là một trong những điểm nhấn mà Viva Audio có thể đem lại cho sản phẩm của mình. Với cấu trúc 4 đường tiếng, mỗi thùng loa của Nuda sở hữu 4 driver khá lớn. Ở thùng loa lớn phía dưới cùng có chứa 2 driver, một subwoofer cỡ lớn, đường kính lên đến 38,1cm. Bên cạnh driver woofer này là một driver khác nhỏ hơn, đặt bên trong họng kèn bằng gỗ. Driver này là driver mid woofer với đường kính 20,32cm. Ở phía trên thùng loa lớn là một họng kèn gỗ khác nhỏ hơn. Bên trong chứa một driver mid-range nén, tầng trên cùng của loa là một ring super tweeter. Việc sử dụng super tweeter loại ring radiator thay vì mang dome thông thường có ý nghĩa khá quan trọng bởi cấu trúc của vòng ring radiator cho phép nhà sản xuất sử dụng cuộn voi coil cỡ lớn cho mang loa có diện tích nhỏ hơn diện tích của mang loa dạng vòm thông thường. Theo công bố của nhà sản xuất, driver subwoofer là driver chủ động. Như vậy, driver này sẽ được tích hợp trong âm ly hybrid riêng chứ không dùng chung âm ly với các driver khác. Đáp tiến tần số của driver tweeter đến mid-woofer là từ 130 cho đến 25 kHz, trong khi đáp tiến tần số của thùng loa woofer là từ 25 cho đến 130 Hz. Điểm cắt tần của loa Nuda là 130 Hz, 600 Hz và 16 kHz. Tuy nhiên, người dùng có thể tùy chỉnh lại điểm cắt tần để phù hợp hơn với ý muốn của mình. Đồng thời, họ cũng có thể đặt một cặp monoblock dành riêng cho bộ loa này dựa trên thiết kế của monoblock đầu bảng Aurora do Viva Audio sản xuất. Triết lý thiết kế của Viva Audio khi chế tạo âm ly và loa không bao giờ lựa chọn bất cứ cặp loa hay thiết bị nào của hãng khác để làm tham chiếu. Lựa chọn duy nhất của họ chính là nhạc sống. Những bản nhạc được chơi trực tiếp chứ không phải các bản thu được thể hiện qua thiết bị. Một trong những đặc điểm của Viva là chất âm khoáng đạt, có độ mở, những thứ có thể tìm thấy ở tiếng đàn cello, một trong những nhạc cụ có chất âm đẹp, được cho là gần gũi với thanh âm của con người. Và thông qua một cặp loa như Nuda, chúng ta có thể thấy triết lý đó được thể hiện một cách cụ thể và ấn tượng, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Viva Audio cho các sản phẩm của mình. Với hiệu năng ấn tượng của mình, Nuda sở hữu một mức giá cũng rất ấn tượng, khoảng 79.000 euro, tức là chỉ bằng 1/3 so với cặp loa đầu bảng Masterhorn của Viva Audio. Điều này có vẻ như khá hợp lý vì Nuda dù sao vẫn chỉ là một phiên bản cỡ nhỏ hơn của Masterhorn.
79.000 euro. Dù cho con số này là khá nhỏ so với Masterhorn, nhưng vẫn đủ để Nuda đứng trong hàng những cặp loạt siêu sang đáng để bất cứ audiophile nào cũng phải ngưỡng mộ. Chúng ta vừa tìm hiểu về cặp loa kèn Nuda của hãng âm thanh Ý Viva Audio. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.